Bất ngờ và choáng váng sau khi biết tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm nay, nhiều trường năm ngoái điểm chuẩn vào trường còn ở top dưới thì năm nay lại có tỷ lệ chọi cao hàng đầu. Không thể thay đổi nguyện vọng thi vào lớp 10 khi biết tỷ lệ chọi như thế này, liệu có đang làm khó cho học sinh hay không? Trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh được đổi nguyện vọng sau khi có thông tin tỷ lệ chọi vào các trường, đó chính là điều khiến không ít phụ huynh Hà Nội băn khoăn. Với tỷ lệ chọi 1 trên 3,55, tức là cứ 4 thí sinh mới có một em trúng tuyển, trường Trung học Phổ thông Khương Hạ là trường có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn cả Chu Văn An, Kim Liên, Yên Hòa hay Lê Quý Đôn, Hà Đông. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc năm ngoái điểm chuẩn vào trường là 34,5 điểm. Khi mà biết tỷ lệ chọi của trường Khương Hạ cao như thế thì em khá là sốc và cảm thấy rất là lo lắng, không biết là có vừa với sức lực của mình hay không. Ở chiều ngược lại, trong khi tỷ lệ nhiều trường ở mức rất cao thì Hà Nội vẫn có tới 9 trường số học sinh đăng ký ít hơn cả chỉ tiêu. Tại trường Trung học cơ sở Sơn Đà, huyện Ba Vì, gần 130 học sinh cuối cấp đều đăng ký vào trường Trung học phổ thông Bất Bạt. Tỷ lệ đỗ của năm 2022 là hơn 90%. Thấy trường ở đây thì nó cũng không gay gắt, không cạnh tranh gay gắt bằng trường Hà Nội. Điểm số ở trường cấp 3 cũng khá là dây đô ạ. Tại vì năm ngoái là từ 17 điểm đã giảm xuống 15 điểm thì một số anh chị cũng đỗ được nhiều ạ. Năm ngoái, dù hạ điểm chuẩn nguyện vọng 2 bằng mức điểm sàn, nhưng trường này vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu. Năm nay chỉ tiêu thì giảm xuống một lớp, cho nên là về tương quan thì năm nay cái dấu hiệu để có thể tăng điểm chuẩn và tuyển đủ học sinh là khả quan hơn rất nhiều. Vừa qua thì để khắc phục những cái vấn đề của năm trước thì nhà trường cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh ở các trường cấp 2. Theo quy định, học sinh Hà Nội không được thay đổi nguyện vọng sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố tỷ lệ chọi của các trường. Các phụ huynh Hà Nội bày tỏ băn khoăn nên chăng Hà Nội tính đến việc cho học sinh được phép đổi nguyện vọng sau khi công bố số lượng đăng ký, tỷ lệ chọi vào các trường để có thể giảm bớt áp lực, căng thẳng cho các em như địa phương khác đã từng làm.